Mời quý vị và bà con đến với chuyên mục Thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và bà con, trước tình hình vụ xuân năm nay mực nước ở trên các hồ thủy điện đang ở mức thấp, vì vậy gây khó khăn cho đồ ải vụ xuân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo đôn đốc các địa phương, đơn vị các giải pháp để chủ động lấy nước phục vụ đồ ải. Đối với ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố, xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước phù hợp với tình hình nguồn nước, bảo đảm cấp nước đủ phục vụ dân sinh và sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 trên địa bàn. Trong đó cần xác định khả năng bị ảnh hưởng của từng vùng, từng khu vực để có giải pháp cụ thể. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, thực hiện lấy nước sớm, chữ nước vào các vùng trũng, ao hồ, hệ thống canh mương để sử dụng khi nguồn nước bị thiếu hụt, tăng cường nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống canh mương khảo sát vị trí và lắp đặt máy bơm giã chiến để đảm bảo lấy nước phục vụ, vụ sản xuất cho những khu vực cao xa khó khăn về nguồn nước tổ chức kiểm tra giả soát đánh giá thực trạng năng lực hiệu quả các công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng và thay thế các máy móc thiết bị công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị công trình sẵn sàng vận hành lấy nước phục vụ, vụ sản xuất nông nghiệp thường xuyên kiểm tra nguồn nước thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu vụ khô có kế hoạch phân phối nước hợp lý và điều chỉnh hợp lý khi có nguồn nước bị thiếu hụt để đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Ngày mùng 3 tháng 12, Trung tâm Quyến Đông tỉnh tổ chức hội nghị tham quan, đánh giá mô hình nuôi ghép cá chép lai V1 theo hướng việt gáp. Mô hình được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Trung tâm Quyến Đông tỉnh thực hiện trong năm 2019 với quy mô 2 hectare tại 5 huyện thị xã trong tỉnh các hộ nuôi thủy sản tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật trong nuôi và phòng trị bệnh cho thủy sản, hướng dẫn quy trình sản xuất theo hướng Việt Cáp, hỗ trợ con giống chất lượng cao và một phần chi phí thức ăn, thuốc thủy sản. Mô hình nuôi chính là cá chép lai V1 kép với một số loại cá khác, chấm cỏ, mè trắng, trôi. Sau 8 tháng nuôi, tỷ lệ sống của cá trong mô hình đạt gần 74%, giảm thiểu dịch bệnh, cá khỏe mạnh và tăng trọng tốt, chất lượng thịt thơm ngon, năng suất bình quân 19 tấn 1 hecta. Qua thực tế cho thấy, mỗi hecta diện tích mặt nước nuôi ghép cá chép lai V1 theo hướng Việt Cáp cho lãi khoảng trên 160 triệu đồng. Các đại biểu và hộ sản xuất tham gia mô hình đã khẳng định hiệu quả vượt trội của việc nuôi ghép cá chép lai V1 theo hướng Việt Cáp so với sản xuất thông thường là hướng đi cần thiết của ngành thủy sản để tăng năng suất, chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm người nuôi thủy sản mong muốn mô hình được tỉnh và ngành chuyên môn hỗ trợ nhân rộng để nông dân có điều kiện áp dụng tăng giá trị kinh tế trong nuôi thủy sản. Phát triển sản xuất theo hướng sinh học hữu cơ là hướng đi bền vững giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm rất phù hợp với nhu cầu thị trường để có giá trị kinh tế cao hơn. Đến nay đã có nhiều bà con áp dụng và thành công với mô hình này. Nhiều mô hình đã thành công trong việc phát triển sản xuất theo hướng sinh học hữu cơ từ cá nhân cho đến mô hình hợp tác xã như hợp tác xã ổi, rau xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, hợp tác xã sản xuất rau quả An toàn Ngọc Bộ, xã Long Hương, huyện Văn Giang, vườn bưởi của Nguyễn Thị Hiền ở xã Đông Tảo, huyện Khoai Châu, vườn cam của anh Trương Văn Trung, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Đây đều là những mô hình áp dụng tốt phương pháp trên mà bà con có thể tham khảo. Sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học hữu cơ có thể áp dụng được với hầu hết các loại cây ăn quả như bưởi, cam ổi và rau màu với nhiều ưu điểm vượt trội sản xuất hữu cơ có thể tận dụng tối đa các phụ phẩm nông nghiệp để làm phân bón cho cây trồng, có phần cung cấp dưỡng chất cho cây, tạo các vi sinh vật có lợi trong đất để giúp đất tơi xốp, màu mỡ. Cùng với đó, bà con do kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ với phương pháp làm vườn thủ công, hạn chế tối đa sử dụng các loại thuốc diệt cỏ, điên chất đất màu mỡ, thích hợp trồng nhiều loại cây ăn quả rau màu các loại. Sử dụng các chế phẩm sinh học, bẫy sinh học hoặc tận dụng các loại thiên địch để bắt và xua đuổi côn trùng gây hại. Cùng với đó là xây dựng hệ thống nhà lưới để giảm côn trùng gây hại từ nơi khác đến. Áp dụng sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học giúp bà con giảm chi phí sản xuất thường xuyên mà chất lượng sản phẩm được nâng cao. Đồng thời, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có dư lượng chất bảo vệ thực vật tồn động, do đó khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm bán ra có giá trị kinh tế cao hơn chuyên mục thông tin cùng nhà đông của đài phát thanh và truyền hình hương yên xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi